Sáng ngủ dậy, đừng vội ăn cơm, cứ uống nước này bổ gấp vạn lần nhân sâm, trẻ ra 20 tuổi. Sống khỏe mỗi ngày xin kính chào quý cô bác đang theo dõi video hôm nay. Cô bác thân mến, việc làm đầu tiên sau khi thức giấc vào buổi sáng của quý cô bác là gì? Phần lớn cô bác sẽ ngay lập tức đánh răng rửa mặt, làm vài động tác thể dục và sau đó là ăn sáng đúng không ạ? Có lẽ không nhiều cô bác biết rằng, trước khi làm bất kể việc gì, sau khi thức dậy, kể cả đánh răng, thì uống một cốc nước từ từ, chậm rãi sẽ là liệu pháp thần kỳ, lợi lạc vô cùng cho sức khỏe. Sẽ càng ít cô bác biết một bí mật rằng, nếu sử dụng nước của một loại quả tự nhiên này khi bụng còn đói chỉ trong một tuần, những thay đổi kỳ diệu trong cơ thể sẽ đến. Thậm chí, nếu ai dùng thường xuyên cùng chế độ sinh hoạt, vận động hợp lý, người đó sẽ trẻ hóa ra cả vài chục tuổi. Vậy quý cô bác có muốn biết vì sao uống nước vào buổi sáng lại tốt và đặc biệt thứ nước mà tôi nói ở trên là nước gì mà nó thần kỳ như vậy không? Kênh sẽ tiết lộ bí mật này trong video hôm nay. Mời quý cô bác cùng theo dõi nhé! Quý cô bác thân mến, sẽ có nhiều cô bác không tin và trên thực tế cũng đã nhiều người không tin rằng uống nước vào buổi sáng khi bụng còn đói rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, điều này đã được khoa học chứng minh. Thậm chí, phụ nữ Nhật Bản từ bao lâu nay vẫn duy trì thói quen uống nước buổi sáng ngay sau khi thức dậy với chiếc bụng còn đói. Bởi họ biết rằng uống nước theo cách này sẽ giúp mang lại cực nhiều lợi ích cho sức khỏe của mình. Đó là một phần bí quyết giúp cho người già của đất nước Nhật phần lớn trẻ đẹp hơn so với tuổi và sống rất khỏe mạnh đó của bác nhé. Các nhà khoa học cũng đã chỉ ra, thời điểm thích hợp nhất để uống nước ấm đó là vào buổi sáng sau khi ngủ dậy hoặc trước bữa sáng khoảng 30 phút. Bạn hãy uống từ 20 đến 30 ml nước để giúp cơ thể duy trì sức khỏe dẻo dai. Bằng cách duy trì thói quen này, quý cô bác có thể có sự cải thiện đáng kể về sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống. Nước giúp loại bỏ chất thải, vi khuẩn xấu gây nhiễm trùng hoặc vi khuẩn gây nên một số bệnh trong cơ thể. Khi uống nước vào lúc đói bụng, hệ thống miễn dịch sẽ được tăng cường, từ đó giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng. Nước cũng giúp làm sạch hệ tiêu hóa bằng cách uống một ly nước ấm vào buổi sáng sớm sau khi thức dậy, lúc dạ dày vẫn còn trống rỗng, sẽ giúp điều hòa chức năng chuyển hóa trong đường tiêu hóa. Hệ thống đường ruột sẽ di chuyển ra cặn bã bên ngoài, giúp thanh lọc cơ thể, làm sạch hệ tiêu hóa. Uống nước vào buổi sáng cũng giúp hệ thống miễn dịch luôn được khỏe mạnh, rồi giúp đẹp dáng, đẹp da, giảm cân một cách lành mạnh. Còn rất nhiều lợi ích từ việc uống nước vào buổi sáng. Tuy nhiên, có một phát hiện còn tuyệt vời hơn, một thứ nước còn vi diệu hơn cho sức khỏe và sắc đẹp của quý cô bác mà ngay lập tức tôi muốn chia sẻ, đó chính là nước dừa của bác ạ. Vì sao ví nước dừa như là thuốc bổ? Là bởi trong nước dừa có chứa loạt các axit lauric, rất nhiều khoáng chất, vitamin, canxi tự nhiên mà hiếm một loại nước nào có thể sánh được. Đặc biệt khi uống nước dừa vào buổi sáng lúc đói bụng thì tác dụng nó được kích hoạt lên gấp nhiều lần. Bí quyết này đã được người Ấn Độ áp dụng nhiều năm nay. Tại Ấn Độ, nước dừa được mệnh danh là thức uống bất tử. Lý do không khác gì là vì chúng là thức uống không chứa đường nhưng lại cung cấp tất cả các dưỡng chất thiết yếu cần thiết cho sự sống, giúp bảo vệ cơ thể khỏi vô số bệnh tật. Nếu cô bác đã từng sang Ấn Độ sẽ thấy, chúng ta dễ dàng tìm được thức uống này trên đường phố, những tiệm bán nước giải khát hay bất kỳ nhà hàng từ sang trọng đến bình dân. Ở Việt Nam chúng ta, dừa cũng được bày bán sẵn khắp nơi. Thậm chí ở các vùng quê đồng bằng Bắc Bộ, hầu như nhà nào cũng có cây dừa để lấy quả uống dần đúng không cô bác? Chưa kể nói về dừa thì Bến Tre còn là thủ phủ của dừa rồi. Ai đã từng uống dừa xiêm với vị ngọt, trong vắt và mắt lành của nó có lẽ không bao giờ quên. Nhưng phần lớn người dân chúng ta chỉ coi nước dừa là một thức uống giải khát. Tuy nhiên, nó thần kỳ hơn nhiều của bác nhé. Nhiều chuyên gia chỉ ra rằng nếu thực hiện uống nước dừa đều đặn mỗi tuần vào buổi sáng, cô bác sẽ nhận ra những thay đổi đáng kể cho sức khỏe. Thứ nhất, nước dừa là nguồn bổ sung nước dồi dào. Buổi sáng thay vì uống nước lọc thì chúng ta uống nước dừa, một loại nước lọc cao cấp với độ tinh khiết tối đa, đúng không cô bác? Trong lao động, tập luyện thể thao, cơ thể cần rất nhiều nước để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và giữ cho các khớp xương được bôi trơn. Đồng thời, nước sẽ đóng vai trò vận chuyển chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể. Các loại nước thể thao thông thường cung cấp một lượng lớn calo, kali, chất điện giải. Nước dừa cũng cung cấp các khoáng chất như vậy,
thậm chí còn cung cấp với hàm lượng nhiều hơn, thì tại sao chúng ta không uống nước dừa, phải không quý cô bác? Thêm nữa, một ly dừa có 294mg kali, gấp đôi lượng kali trong các loại nước thể thao. Đối với những người không ăn nhiều trái cây và rau quả, thì nước dừa sẽ là nguồn dinh dưỡng thiết yếu, cung cấp chất khoáng quan trọng này. Nếu trong gia đình có ai lười ăn hoa quả, quý cô bác hãy khuyên họ bổ sung nước dừa ngay nhé. Điều quý giá hơn là một ly nước dừa chỉ chứa khoảng 50mg đường tự nhiên, chỉ bằng khoảng 1/5 những loại nước khác. Đây mới là giá trị lớn lao của quả dừa, nhất là đối với những quý cô bác ở tuổi trung niên, bởi uống các loại nước ngọt sẽ khiến cơ thể chịu đựng một lượng lớn đường, rất dễ gây ra tiểu đường, huyết áp. Một phát hiện nữa mà nhất định cô bác nên biết là số lượng vitamin có trong nước dừa thậm chí nhiều hơn trong đa số các loại nước ép trái cây khác nhé cô bác. Cụ thể, trong nước dừa có chứa các phức hợp vitamin B như riboflavin, niacin, thiamin, pyridoxin và folate. Đây là những chất mà cơ thể không thể tự tạo ra được và phải hấp thu từ các dưỡng chất bên ngoài. Và một loạt các chất khác như magie, sắt, đồng, vitamin C, enzyme sinh học như catalase, dehydrogenase, prosidase và acid phosphate giúp thúc đẩy sự trao đổi chất, canxi, mangan, kẽm, kali và muối tự nhiên. Ngoài ra, trong nước dừa còn có một lượng lớn các chất acid amin, enzyme và các chất dinh dưỡng chỉ có trong thực vật. Những hợp chất hữu cơ giúp ngăn ngừa bệnh tật và giữ cho cơ thể chúng ta luôn hoạt động tốt. Vô cùng nhiều dưỡng chất từ nước dừa. Trên thực tế, mặc dù không nhiều cô bác hay các anh chị biết tới nghiên cứu khoa học trên, nhưng như một thói quen, hầu như người Việt Nam chúng ta có truyền thông là trong nhà những ai ốm, người già, trẻ em thì nên được ưu tiên uống nước dừa, đúng không cô bác? Chắc chắn là bởi trên thực tế, nước dừa đã phát huy tác dụng tuyệt vời của nó đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, ngoài hàm lượng dinh dưỡng thì uống nước dừa khi đang đói bụng còn mang tới loạt những lợi ích tuyệt vời khác, trong đó nó giúp con người thay đổi ngoạn mục về dáng vóc, diện mạo đó cô bác nhé. Không phải tự nhiên mà uống nước dừa vào buổi sáng được coi là thần dược chống lão hóa đâu ạ. Cũng không phải tự nhiên, phụ nữ Nhật, phụ nữ Ấn lại say mê uống nước dừa như vậy cô bác nhỉ. Khả năng chống lão hóa của nước dừa là bởi trong nước dừa có chứa nguồn dinh dưỡng dồi dào của các chất kích thích sinh trưởng thực vật gọi là cytokinin. Ít người biết đây chính là thành phần quan trọng cho cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ hơn. Cytokinin là một loại photohormone. Đây là một loại hormone thực vật đóng vai trò trì hoãn quá trình lão hóa. Một khi cơ thể được tiếp nhận loại chất này, quá trình lão hóa của các tế bào sẽ bị chậm lại đáng kể đó của bác nhé. Không chỉ có làn da đẹp, các tế bào trẻ hóa mà uống nước dừa còn mang đến dáng vóc thon gọn nữa của bác. Bởi trong thành phần nước dừa không chứa cholesterol, cô bác nên dùng thức uống này thay thế cho các sản phẩm nước ngọt có ga khác. Xin cung cấp thêm một nghiên cứu thú vị năm 2006. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu trên chuột trong phòng thí nghiệm và đã có kết luận rằng những con chuột được uống nước dừa thì lượng cholesterol tốt tăng lên HDL và giảm các cholesterol xấu LDL. Nước dừa cũng có ít calo hơn so với các thức uống khác như nước cam và có ít chất béo hơn so với sữa tươi. Chỉ với 42 calo một ly, đây là thức uống ngọt đem lại nguồn calo thấp nhất. Nếu thay thế các thức uống khác bằng nước dừa, điều này sẽ rất tốt cho việc giảm cân của cô bác. Tuy nhiên, nếu sản phẩm cô bác đang dùng không phải là nước dừa tự nhiên, mà nó là nước dừa dưới dạng lon hoặc chai, thì hãy cẩn thận vì có thể hàm lượng calo của nó cao hơn trong nước dừa tươi nguyên chất. Không quá khi nói rằng, nước dừa giúp chị em phụ nữ lão hóa ngược, trẻ ra vài chục tuổi mà lại chẳng tốn quá nhiều tiền bạc hay công sức của bác nhỉ. Nhưng ngoài giúp trẻ hóa, thì uống nước dừa vào buổi sáng cũng tốt trong việc phòng và chống hàng loạt các loại bệnh. Đầu tiên, đó chính là hỗ trợ tiêu hóa rất tốt của bác nhé. Với đặc tính làm tăng khả năng hấp thụ thức ăn và bổ sung thêm các enzyme sinh học cải thiện quá trình tiêu hóa tổng thể, đây là thức uống rất tốt cho hệ tiêu hóa nói riêng và sức khỏe nói chung. Ở các nơi nhiệt đới, nước dừa dùng để điều trị các bệnh liên quan đến dạ dày như khó tiêu, táo bón, viêm dạ dày, nhiễm giun đường ruột và thậm chí cả bệnh kiết lỵ. Nước dừa cũng là thành phần bổ nước tuyệt vời cho cơ thể đối với những trường hợp bị tiêu chảy. Nghiên cứu cho thấy hỗ trợ trị tiêu chảy cho cả trẻ nhỏ nhé cô bác. Tốt cho tiêu hóa nên nó cũng là thức uống lợi tiểu tự nhiên nữa nha cô bác. Trên thực tế đã có nhiều người kiểm chứng uống nước dừa mỗi ngày sẽ lợi tiểu. Loại đồ uống này
cũng giúp cô bác giảm bớt đau đớn do bị nhiễm trùng đường tiết niệu và có khả năng ngăn chặn các nguy cơ biến chứng sỏi thận bằng cách đào thải các chất thừa như canxi, phosphate và axit uric trong cơ thể. Thậm chí nếu ai đã bị sỏi thận, uống nước dừa thường xuyên có thể sẽ giúp đánh nhỏ các viên sỏi trong thận rồi dễ dàng đi ra ngoài. Nói đến lợi ích này khiến tôi nhớ đến câu chuyện một người bạn mới chia sẻ. Đợt vừa rồi, cô ấy cảm thấy có dấu hiệu của viêm tiết niệu và sau khi thăm khám bác sĩ thì cô ấy đã bị sỏi thận. Bác sĩ cũng có hỏi nguyên nhân thì cô chia sẻ với đặc tính nhà báo làm việc thường xuyên và di chuyển liên tục nên không có thói quen uống nước. Và một trong những lời khuyên mà bác sĩ dành cho cô ấy là về nhà uống thật nhiều nước, đặc biệt là nước dừa. Hóa ra nó đều có căn cứ khoa học cả của bác nhỉ. Một phát hiện thú vị khác từ nước dừa là làm giảm stress và đau nhức cơ bắp. Nếu cô bác nào đang căng thẳng về vấn đề sức khỏe hay công việc và có dấu hiệu xương khớp đau nhức thì thay vì uống cốc sữa hay nước cam, hãy tăng cường uống nước dừa nhiều lên. Là bởi trong nước dừa có một số vitamin và khoáng chất mà không phải thực phẩm nào cũng có thể cung cấp được. Có thể kể đến đó là canxi và magie. Đây là hai loại khoáng chất quan trọng. Trong đó, canxi đóng vai trò trong việc xua tan căng thẳng, giảm đau nhức cơ bắp và tránh được những cơn đau tim. Còn magie giúp hệ thần kinh đối giao cảm hoạt động tốt hơn. Chúng cũng làm tăng lượng serotonin có trong não, giúp chúng ta cảm thấy được thư giãn và thoải mái đó cô bác. Khi hàm lượng magie trong cơ thể xuống thấp, cô bác sẽ có nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như tiểu đường, loãng xương hoặc tăng nguy cơ biến chứng hen suyễn. Ngoài ra, uống nước dừa vào buổi sáng chính là việc cô bác đang uống thuốc bổ cho hệ miễn dịch. Theo đó, nước dừa có chứa một lượng lớn các chất chống nấm, chống khuẩn và cả axit lauric chống virus, chất được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm trùng và bệnh cảm cúm, cảm lạnh khác, các bệnh hoa liễu thông thường, các bệnh tự miễn dịch, viêm phế quản, nhiễm trùng nấm men của bác ạ. Nước dừa cũng chứa các hóa chất sinh kháng khuẩn được gọi là peptide. Đây là chất cực kỳ hiệu quả trong việc tiêu diệt những vi khuẩn có hại sinh sản trong cơ thể. Nước dừa còn có khả năng kiểm soát cholesterol, nhịp tim đập và các động mạch chủ dẫn đến sức khỏe tổng thể tốt hơn, đồng thời chống lại các nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Thế nên, uống 1-2 ly nước dừa mỗi ngày sẽ giúp bạn giảm được tình trạng bị cao huyết áp và tim mạch của bác nhé. Với một loạt công dụng như vậy, nếu cô bác nào chưa thực hiện bí quyết tuyệt vời này thì ngay từ ngày mai hãy bắt đầu nhé. Và nhớ theo dõi xem sau một tuần thì cơ thể của bác thay đổi kỳ diệu ra sao. Tuy nhiên, bất kể một loại thuốc hay loại nước trái cây nào, dù tốt tới đâu thì cũng sẽ có một số trường hợp không phù hợp. Cụ thể đó là những người bị bệnh trĩ, huyết áp thấp, thấp khớp, mệt tim do lạnh là những bệnh thuộc thể hàn, nên kiêng nước dừa vì nước dừa cũng thuộc âm tính hàn. Hay những người tiểu đêm, thận yếu không nên uống quá nhiều nước dừa vì dễ lợi tiểu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là giảm chất lượng giấc ngủ. Thêm nữa, chúng ta không nên uống liên tục trong nhiều ngày cô bác nhé. Cái gì cũng cần vừa đủ và hợp lý. Cô bác thân mến, Việt Nam là đất nước được thiên nhiên ưu đãi nên còn được mệnh danh là xứ sở của dừa. Thứ nước trời ban trong câu thơ trên trời có vũng nước trong, con kiến con ong không chui vô lọt. Tinh khiết và nguyên sơ như vậy, không chỉ dừng lại là thức uống giải khát thông thường. Nếu quý cô bác biết cách sử dụng, nó là loại thuốc quý mà thiên nhiên trao tặng giúp chúng ta thay đổi sức khỏe, diện mạo, thần thái một cách đáng kinh ngạc. Hãy tận dụng nó cô bác nhé! Cô bác thân mến, gan được biết đến là bộ phận cơ thể thực hiện chức năng phân hủy độc tố, tổng hợp hormone và các công việc khác. Một khi gan có vấn đề, không chỉ xuất hiện bất thường mà còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống cá nhân. Theo số liệu thống kê, thì ung thư gan là một trong những bệnh ung thư phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Theo thống kê, năm 2018, trên thế giới có 840.000 bệnh nhân ung thư gan mới, hơn 780.000 người đã mất mạng vì ung thư gan. Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến ung thư gan, có thể là yếu tố di truyền từ môi trường sống xung quanh chúng ta. Thế nhưng chủ yếu nhất vẫn là do thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh và chế độ ăn không khoa học, không hợp lý của chúng ta cô bác ạ. Trong video ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ chia sẻ với cô bác những món ăn được xem là thủ phạm gây ra ung thư gan. Điều đáng nói là cô bác đang ăn mỗi ngày nhưng lại không hề hay biết, càng ăn lại càng sinh bệnh. Cô bác hãy cùng theo dõi để rút kinh nghiệm ngay nhé. Trước hết thì Sống Khỏe Mỗi Ngày muốn chia sẻ với cô bác một câu chuyện có thật xoay quanh căn bệnh ung thư gan quái ác này nhé. Bà Triệu ở Trung Quốc năm nay 54 tuổi, nghe nói
Nấm tuyết có tác dụng làm đẹp da nên bà đã mua rất nhiều để nấu cháo và uống. Do bận rộn, bà thường ngâm rất nhiều nấm tuyết một lần, sau đó khi cần dùng thì lấy ra một ít. Một ngày nọ, bà Triệu đột nhiên bị đau bụng dữ dội vào lúc nửa đêm, ngay lập tức gọi cấp cứu. Kết quả là chỉ số alpha fetoproin trong huyết thanh đã lên tới 580. Bác sĩ cho biết bà bị ung thư gan giai đoạn cuối và bà đã qua đời sau 2 lần hóa trị. Một câu chuyện khác của hai mẹ con nhà cô Lý. Theo đó, vì công việc bận rộn nên Lý Ái không có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Bởi vậy, cuộc sống của cô và mẹ khá là đơn giản. Thời gian gần đây được mọi người dì tai, phương pháp nấu ăn đơn giản. Nhưng hiệu quả, nên Lý Ái đã lưu lại áp dụng vào đời sống thường nhật. Và trong đó có món cháo nấu với nấm tuyết. Cũng theo Lý Ái, món cháo không chỉ dễ ăn mà có rất bổ dưỡng. Được biết, nấm tuyết còn được biết đến với tên gọi là nấm tuyết nhĩ, ngân nhĩ, mộc nhĩ trắng do có màu trắng nhạt trong mờ. Sản phẩm thường được bán dưới dạng sấy khô, cần ngâm nước trước khi sử dụng. Thời gian đầu, mẹ của Lý Ái thường ngâm một lượng nhỏ nấm tuyết để nấu ăn. Sau này, bà ngâm lượng lớn nấm tuyết rồi dùng dần. Gần đây, Lý Ái luôn cảm thấy khó chịu trong bụng, tiêu chảy, ăn không ngon miệng. Nghĩ công việc căng thẳng gây đau dạ dày nên cô gái cố chịu không đi khám. Hôm trước, đang trong giờ làm việc thì Lý Ái bỗng đau vùng bụng, gan dữ dội. Cơn đau khiến cô không thể đứng vững nên đồng nghiệp đã đưa Lý Ái tới viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ thông báo phát hiện khối u 2,3mm trong tiểu thùy gan, chẩn đoán mắc ung thư gan. Sau khi phân tích thói quen ăn uống của gia đình, mẹ Lý Ái được khuyên nên tiến hành kiểm tra chức năng gan và đúng như dự đoán, người mẹ cũng mắc ung thư gan. Qua những sự việc đáng tiếc này, các bác sĩ đã chỉ rõ nấm tuyết thật sự có thể bồi bổ sức khỏe và làm đẹp, nhưng nếu ăn không đúng cách, không những vô tác dụng mà còn dễ gây nguy hiểm. Sau khi ăn phải độc tố này, cơ thể sẽ bị sơ hóa, cứng mô gan, thậm chí gây thoái hóa tế bào gan. Trường hợp nặng, gan có thể chuyển sang ung thư. Cô Lưu và hai mẹ con nhà cô Lý đã ăn nấm tuyết trong một thời gian dài, cơ thể nhiễm độc khiến căn bệnh ung thư gan xuất hiện. Do vậy, cô bác cần hết sức lưu ý và rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình nhé. Ngoài nấm tuyết thì một số thực phẩm sau đây cũng là thủ phạm gây ung thư gan mà cô bác cần hết sức lưu ý. Đầu tiên đó là những loại thực phẩm giàu chất béo. Nói gì thì nói chứ những thực phẩm giàu chất béo luôn khiến chúng ta bị mê hoặc đúng không ạ? Từ màu sắc bắt mắt đến hương vị thơm ngon hấp dẫn, những chiếc đùi gà, cánh gà rán giòn rụm, rồi khoai tây chiên hay cả những đĩa thịt kho béo ngậy nữa, chưa bao giờ làm chúng ta hết thèm cả. Nhưng mà cô bác ơi, đừng để ý đến thị giác đánh lừa sức khỏe nhé. Nhất là nếu mà cô bác ăn thường xuyên thì chắc chắn sẽ làm tăng gánh nặng cho gan, gây hại gan, suy gan và nghiêm trọng hơn là dẫn đến ung thư gan. Cô bác hình dung là khả năng chuyển hóa chất béo của gan có giới hạn, khi hấp thụ quá nhiều chất béo sẽ làm tích tụ quanh gan, khiến tế bào gan không được cung cấp đủ máu và oxy nuôi dưỡng, gây ra tình trạng thiếu oxy, hoại tử tế bào gan do thiếu máu cục bộ, làm giảm chức năng chuyển hóa của gan, lâu ngày gây gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ đơn giản có thể phục hồi, nhưng nó có thể phát triển thành viêm gan nhiễm mỡ, xơ gan hoặc ung thư gan nếu không được điều trị. Do vậy, dù có yêu thích đến mấy thì cô bác cũng nên hạn chế tối đa việc nạp những loại đồ ăn này vào cơ thể của mình nhé. Thứ hai đó là thức ăn thừa hay đồ ôi thiêu và mốc. Mấy ngày trở lại đây thì dư luận xôn xao trường hợp một người phụ nữ ở Đài Loan, Trung Quốc mắc ung thư do thường xuyên ăn đồ thừa để ở trong tủ lạnh. Theo chia sẻ của người con gái bệnh nhân này, mẹ của cô nặng 60 tuổi. Mẹ của cô đang nặng 60kg, bị giảm xuống còn gần 30kg. Tình hình bệnh tình tiếp tục diễn biến xấu, ung thư dạ dày đã bước sang giai đoạn cuối. Điều đáng nói là người con gái này chia sẻ, tiết kiệm là điều tốt, nhưng vì sức khỏe của mình, mọi người đừng ăn thức ăn thừa nữa. Trên thực tế, nhiều người vẫn thường đồ để lại ăn thừa trong đêm qua tủ lạnh. Điều này được xem là một thói quen tiết kiệm, tận dụng đồ ăn thừa. Thế nhưng nếu không cẩn thận có thể tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe khi ăn những đồ ăn này. Thực tế thì các bác sĩ cũng đã cảnh cáo là đồ ăn thừa hay đồ ăn ôi thiêu đều không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Nhưng vì tâm lý tiếc của nên nhiều cô bác vẫn làm ngơ trước những cảnh báo này. Chỉ đến khi sức khỏe giảm sút thì mới bắt đầu lo lắng và sợ hãi. Việc bảo quản thực phẩm không đúng cách có thể dễ dàng sinh ra aflatoxin. Đây là một chất gây ung thư đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận. Khi cô bác tiếp xúc thường xuyên có thể làm hỏng chức năng của tế bào gan, gây đột biến DNA của tế bào gan,
và cuối cùng là gây ung thư gan. Thông thường, ngũ cốc và trái cây bị mốc có chứa những chất này, dù chỉ là một phần bị mốc cũng phải vứt bỏ. Nếu lỡ ăn phải hạt đắng, hãy nhổ ra và súc miệng. Sống khỏe mỗi ngày thấy là có nhiều gia đình còn thói quen tích trữ thực phẩm trong nhà. Tuy nhiên, việc bảo quản không đúng cách hoặc để quá lâu sẽ khiến thực phẩm dễ bị nấm mốc và biến chất. Một số người tiếc của vẫn sử dụng những loại đồ ăn không đảm bảo chất lượng này. Khi thực phẩm bị mốc, chúng không còn bổ dưỡng mà chứa rất nhiều chất độc gây hại cho sức khỏe. Do vậy, cô bác không nên tích trữ quá nhiều lương thực thực phẩm ở trong nhà. Khi đồ ăn có dấu hiệu biến chất thì tốt nhất nên bỏ đi, tránh gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra, để đảm bảo sức khỏe, tránh ăn thức ăn thừa để trong tủ lạnh qua đêm quá nhiều lần và liên tục. Khi bảo quản đồ ăn trong tủ lạnh, cô bác cũng cần phải chú ý đặt nhiệt độ từ 2 đến 4 độ C với ngăn mát, còn 0 độ C với ngăn làm đá. Không tận dụng canh rau thừa để lại qua đêm. Ngoài ra thì để đảm bảo sức khỏe, tránh ăn thức ăn thừa trong tủ lạnh để qua đêm thì cô bác cũng cần phải sử dụng màng bọc thực phẩm hoặc có dụng cụ che đậy cẩn thận để không làm thức ăn bị hỏng. Để trần thực phẩm ở sàn tủ lạnh sẽ khiến cho thực phẩm bị khô và nhanh biến chất. Thức ăn đã bảo quản cần dùng càng sớm càng tốt, không trữ nhiều ngày như thực phẩm tươi sống. Tốt nhất nên ăn sau khi để trong tủ lạnh khoảng 4 đến 5 tiếng, tuyệt đối không được để lâu hơn. Với những thực phẩm khi bảo quản còn nóng dễ dẫn đến có mùi hôi và ôi thiêu thì cô bác cũng cần phải kiên quyết loại bỏ những loại thực phẩm này, không nên tiếc rẻ để tránh bị đau bụng ngộ độc của bác nhé. Thứ ba đó là đồ chua, đồ hun khói. Các loại dưa chua và thịt sông khói, giăm bông, cá muối là những món ăn rất được ưa chuộng, nhất là khi dịp Tết đến xuân về thì nhà nào cũng có sẵn đúng không ạ? Tuy nhiên đây không phải là những loại thực phẩm được khuyến khích nên ăn thường xuyên cô bác nhé. Những loại thực phẩm này chứa nhiều nitrit. Nitrit có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày và gây viêm dạ dày mãn tính. Bên cạnh đó thì nitrit được chuyển hóa ở gan tạo ra nitrosamine. Đây là một loại chất gây ung thư có thể tổn hại đến sức khỏe của gan, dẫn đến thoái hóa và suy giảm tế bào gan, giảm sức sống của gan. Vì vậy nên dù có ngon đến mấy, cô bác cũng nên hạn chế ăn những loại thực phẩm này nhé.